Lệnh trim là dùng để cắt tỉa một phần đối tượng ha. Lệnh trim đòi hỏi ta chọn một đường bao cắt, sau đó chọn đối tượng cần cắt ha. Cắt hướng nào thì nó sẽ cắt hướng đó. Bây giờ đầu tiên là viết tắt của lệnh trim là TR, Enter. Đầu tiên mình chọn đường giới hạn cần cắt. Giả sử đây đường đứng là đường giới hạn đi ha, Enter. Sau khi chọn xong á thì ta Enter. Sau đó ta chọn đối tượng cạnh dài cần cắt ha, giả sử cắt bên trái của cạnh này thì nó tỉa đối tượng bên trái. Phần còn lại khi ta bấm nữa nó không hiểu, lý do là nó tiếp xúc chứ nó không giao nhau, thành ra nó không hiểu á. Nó phải giao cắt nhau hẳn luôn á thì nó mới hiểu là lệnh trim được. Rồi lặp lại lệnh trim. Lặp lại lệnh trim. Bạn có thể bấm lên thanh standard bar trim. Cũng chọn đối tượng đường giới hạn ha, sau đó bấm enter. Chọn đối tượng cần cắt. Thì lúc này ta bấm cắt phần bên phải ha. Rồi, lặp lại lệnh trim. TR enter. Chọn đối tượng cần cắt. Giả sử chọn đối tượng này. Enter. Tuy nhiên ở đây ta thấy là nó không giao nhau ha. Thì bây giờ mình chọn là phần X. Ở đây có mấy tùy chọn nào: Friend, Proxy, Project, X, Array, Undo. Thì Array là 6 đối tượng, ta không quan tâm ha. Undo cũng là lùi một bước thì cũng không quan tâm. Friend với Proxy thì kể từ việc xong 2010 2007 cho đi thì Proxy không cần nữa rồi, tại vì trong lúc ta vẽ ta vẫn chọn Proxy được, thành ra bấm này cũng vô nghĩa ha. Có Friend, Friend thì mình giải thích cái Friend trước, dùng để vẽ cầu thang. Giả sử ta có vẽ cầu thang ha, cái bậc thang đây. Copy. Ta sẽ copy lên ha. Endpoint. Giả sử ta có cái tay vịn, không tay vịn cầu thang đây. Thì bậc thang nó không lớn vô tay vịn được, ta muốn trim cái tay vịn đi, đúng không? Chọn TR Enter. Chọn đường bao giới hạn ha, sau đó bấm Enter, bấm chữ Fan. Chữ Fan là giống như một cái hàng rào thì ta di chuyển một đường thẳng đứng đứng này không? Enter. Bấm phím trái lần nữa, sau đó Enter thì nó cắt ra. Đó là nó dùng cho cái đường cần tỉa nó hẹp quá thì nó ta cắt nó dễ hơn, chứ còn ta phải zoom lên ta chọn thì rất là lâu. Thì ta để y nguyên vậy ta vẫn cắt qua được bằng lệnh fan đó ha. Rồi lặp lại cho bạn biết, ví dụ vậy. Nghĩa là thay vì trim bình thường thì bạn phải zoom lớn lên này không? Zoom lớn lên. Bạn TR chọn đối tượng đường giới hạn ha. Enter sau đó chọn Roxin nè. Roxin thấy không? Roxin mình không cần bấm chữ chức năng Roxin nó cũng hiểu ha. Đó. Thì nó lâu, trong khi nếu mà chọn friend thì ta chỉ cần ở xa vậy ta đủ thấy rồi. TR enter chọn đối tượng cần giới hạn ha. Sau enter. Chọn đối tượng giới hạn. Enter bấm chữ friend. Đúng không? Thì bắt đầu bấm con chỏ chuột đi vô ha. Enter là xong. Nó không cần zoom đối tượng rồi. Lặp lại lệnh trim. Chọn đường giới hạn cần cắt. Lúc này do hai đối tượng không gặp nhau thì ta bấm chức năng là X. X nó có hai tùy chọn, mặc định là no extend. Bây giờ ta chọn tùy chọn extend là kéo dài. Thì mặc dù nó không đụng nhưng mà nó khi ta chọn tùy chọn extend á, nó hiểu là đường kéo dài nó sẽ gặp ngang đây. Lúc đó ta chỉ cần chọn nó tự gần cắt thôi, nó cắt đúng cái lúc giao nhau đó ha. Lặp lại lệnh ha, undo lại. TR trim chọn đối tượng cần cắt ha, giới hạn cắt, enter, bấm chữ X, chọn extend, sau đó chọn cạnh cần cắt ha, giả sử vậy ha. Mặc dù chưa đụng nhau nhưng mà nó giữ tỉa được. Nhưng mà lưu ý là khi bạn chọn chức năng đó thì bạn muốn trở về như cũ á, thì phải bấm lại lần nữa vô chức năng X ha, và bấm no extend để nó trở về mặc định. Theo kinh nghiệm làm việc của mình thì mình ít dùng sử dụng chức năng đó lắm, mình cứ sử dụng chức năng mặc định của nó là hay nhất ha.
Còn chức năng thứ ba là project á, dùng cho 3D. Thì ở đây mình không có sử dụng 3D thì bỏ qua cái đó ha. Enter. Đó là xong lệnh trim.